Giám đốc Hồng Sơn mến chào quý khách. Lời đầu video cho Hồng Sơn được chúc quý vị một ngày mới vui vẻ, nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Buổi chiều đọc chào hôm nay, Hồng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà số Hồng Yên đã hoàn công, thiết kế một trệt 3 tầng lầu có vị trí giáp danh với thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà có diện tích chiều ngang 5m, chiều dài 18m, nhà số Hồng Yên, thổ cư 100% đã hoàn công chuẩn chỉnh. Và nhà này tặng full toàn bộ nội thất trong nhà khi quý vị mua về ở căn nhà này. Một căn nhà full nội thất, quý vị không cần phải sắm thêm bất cứ một nội thất nào quý vị nhé. Chỉ việc xách vali về là ở thôi. Quý vị cùng Hồng Sơn tham quan chi tiết khám phá căn nhà này. Nhà có lòng đường phía trước rộng tầm gần 20m, vỉa hè mỗi bên là 5m nữa quý vị nhé. Phía trước đây là con đường DT743 lưu thông từ bên thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An sang bên thành phố Thủ Đức. Và đây là mặt tiền căn nhà quý vị này. Mặt tiền mái thái hình chữ A, ban công vuông rất là đẹp. Một căn nhà mới hoàn thiện xong. Công năng sử dụng căn nhà này gồm sân đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp. Nhà có 4 phòng ngủ và có tới 6 phòng vệ sinh cộng với phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng trước sau. Và đây là trục đường ngược lại quý vị nhé. Lòng đường cực kỳ rộng luôn quý vị. Một trục đường chính của khu dân cư, kế bên đây là sân bóng này. Nhà đã có số nhà và nhà đã hoàn công chuẩn chỉnh, xây mới 100%. Xung quanh đã được chủ nhà gắn camera đầy đủ hết rồi quý vị nhé. Phía trên là lan can cũng được chủ nhà làm sắt đúc khá là đẹp. Nhà có hai lớp cửa, ở ngoài là một lớp cửa cuốn đức, phía trong là một lớp cửa nhôm xin pha kết hợp với kính cường lực. Đây là khu vực sân đậu xe hơi của căn nhà. Vị trí sân đậu xe hơi này mình để xe 7 chỗ hoặc là xe bán tải được luôn quý vị nhé. Bên đây thì có khu vực kệ dép này. Khu vực tầng trệt thì được chủ nhà xây tường 20. Và ở đây có bàn ghế, khu vực phòng khách đây quý vị. Đây là khu vực phòng khách của căn nhà. Phía trên có quạt trần kết hợp với hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng đây. Bên đối diện đây là kệ TV. Như quý vị nhìn thấy trực tiếp trên màn hình thì ở đây đã gắn rất là nhiều mắt camera, từ con đường, phòng khách rồi sân thượng đều có hết quý vị nha. Nhà ngang 5m khá là rộng luôn. Bên đối diện là khu vực phòng khách quý vị này. Bên đây thì có hệ thống tủ rượu đây quý vị nhé. Tủ rượu được chủ nhà đóng đây. Và đây là khu vực phòng bếp. Bếp đã có sẵn một bộ bàn ăn 8 ghế ở đây rồi. Bếp thì được chủ nhà làm 3 dàn tủ trên và dưới, đóng phun trần luôn. Bên đây thì có tủ lạnh 4 cánh. Bếp thì có bếp âm cũng như là máy hút mùi đầy đủ hết rồi. Một căn nhà full nội thất, quý vị chỉ việc xách vali về là ở thôi nhé. Phía cuối đây là lối thoát hiểm, rộng tầm 1m đây quý vị. Khu vực này thì mình có thể kê máy giặt ở tầng trệt cũng được. Tuy nhiên nhà có phòng giặt, sân phơi riêng ở trên. Đây là phòng vệ sinh tầng trệt dành cho khách. Tổng nhà này có 6 cái phòng vệ sinh luôn quý vị nhé. Một căn nhà khá là rộng dài. Quý vị cùng Hồng Sơn tham quan khám phá chi tiết hết căn nhà này. Bên đối diện của căn nhà mình là quỹ đất thương mại dịch vụ, ở đó thì quy hoạch làm chợ quý vị nhé. Bây giờ mời quý vị lên lầu trên ta tham quan chi tiết ở trên. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem. Lầu trên này sẽ có hai phòng ngủ hai bên, và hai phòng ngủ thì đều có hai phòng vệ sinh riêng trong phòng cũng như là nội thất đầy đủ hết quý vị. Đây là phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ thứ nhất quý vị nha. Đây quý vị, nội thất gồm có giường, bàn đêm, tủ áo,
kệ vali cũng như là bàn phấn, bàn trang điểm ở đây. Mình sang tới khu vực phòng ngủ thứ hai, bên đây là một dàn tủ áo 6 cánh quý vị nhé. Phòng ngủ này thì sẽ có sân thượng phía trước đây quý vị. Nhà này có 3 cái sân thượng quý vị nhé. Mình tranh thủ review nhanh cho quý vị xem này. Bên đây là bàn phấn này, giường này, bàn đêm này, rồi tới phòng tắm. Phòng nào cũng có máy lạnh đầy đủ hết rồi quý vị. Đây là phòng tắm khá là rộng luôn quý vị này. Mình di chuyển tiếp lên khu vực lầu trên để ta tham quan khám phá khu vực lầu trên. Một căn nhà có 3 tầng lầu. Đây là phòng ngủ thứ 3 quý vị nhé. Nhà có địa chỉ phường Bình An thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Vị trí gần với Linh Xuân Thủ Đức, làng Đại học Thủ Đức, gần quốc lộ 1K, gần ngã ba Cây Lơn. Phòng ngủ thứ 3 đây quý vị. Trời đang chuẩn bị mưa quý vị nhé. Đây là phòng ngủ thứ 4, một dàn tủ áo bên trái. Phòng tắm, phòng vệ sinh được chủ nhà thiết kế khá là rộng rãi đây quý vị. Nội thất từ bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm đứng, massage, sen thuyền, bồn tắm nằm. Và đây là phòng ngủ thứ 4 quý vị này. Phòng nào cũng rất là rộng rãi quý vị nha. Nhà đã hoàn công chuẩn chỉnh rồi. Phòng nào cũng gắn máy lạnh đầy đủ. Giá 8 tỷ 500 triệu đồng vẫn còn bớt trực tiếp với chủ nhà. Quý vị có nhu cầu đi xem, liên hệ với Hồng Sơn qua số 0973 114 255. Hẹn gặp Hồng Sơn ở ngã ba Cây Lơn hoặc là cổng siêu thị Bixigo. Hồng Sơn sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà này. Lên tiếp khu vực lầu trên. Đây là khu vực lầu trên cùng, lầu 3 quý vị nhé. Đây là cái phòng vệ sinh thứ 6 của căn nhà. Phòng vệ sinh thứ 6 này thì dành cho lầu trên thôi quý vị. Đây khu vực kê máy giặt phơi đồ ở đây. Mình kê máy giặt phơi đồ khu vực này quý vị nhé. Ở đây có cái thang sắt để lên trên kiểm tra hệ thống nóng lạnh năng lượng mặt trời. Nhà này chủ nhà đã gắn hệ thống nóng lạnh năng lượng mặt trời đầy đủ hết rồi. Camera được gắn đầy quý vị nhé. Giếng trời khu vực cầu thang. Và đây là phòng thờ rộng rãi của căn nhà. Phòng thờ này rất là rộng quý vị nhé. Đây có sân thượng phía trước này. Sân thượng cực kỳ rộng luôn. Đây quý vị. Video của Hồng Sơn đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.